Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay thời tiết Bắc Bộ khá nhiều mây kèm theo sương mù, đôi chỗ có mưa nhỏ rải rác. Đến gần trưa thì mây giảm, sương tan và trời hửng nắng, tiết trời khá ấm áp với nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Cùng chung xu thế thời tiết của Bắc Bộ, lúc này thủ đô Hà Nội cũng có nắng nhẹ, trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất là 29 đến 30 độ. Tối và đêm không mưa, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất hạ về 22 đến 23 độ. Đáng lưu ý là thời tiết ở các tỉnh miền Trung, dự báo từ gần sáng mai sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông. Tại khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định, lượng mưa trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 phổ biến từ 150 đến 250 mm, vùng tâm mưa có nơi trên 450 mm. Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa là 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía đông của Tây Nguyên có lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Người dân cần hết sức chú ý đề phòng lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất cục bộ trên các sườn đồi núi. Với thành phố Đà Nẵng, lúc này trời còn nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều nay ở mức 28-29 độ. Từ khoảng 15 giờ trở đi, mây dông kéo đến và gây mưa cho thành phố. Mưa sẽ còn gia tăng trong 2 ngày cuối tuần nên người dân cần chú ý đề phòng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay là 23-24 độ. Mưa dông cũng là cảnh báo cho các tỉnh Nam Bộ trong chiều tối nay bởi tác động của rãnh thấp xích đạo, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét, gió giật nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh lúc này cũng đang có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là 31 độ. Từ sau khoảng 15 giờ, trời chuyển mây dông và có mưa rào. Trong mưa dông đề phòng có gió giật nguy hiểm với nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, trời mát mẻ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!